Ông ngoại có trăm tuổi già, ông ngoại cũng có cái của để cho mấy cô làm cái của hồi môn. À, ông ngoại chu đáo quá, ông ngoại chuẩn bị sẵn gì luôn ha ông ngoại. Dạ. Mỗi tháng thu nhập vô khoảng thu nhập vô một tháng khoảng khoảng 10 triệu. Thì số tiền đó làm gì là tiền bạc ông ngoại có sẵn. Dạ. Ông ngoại có trăm tuổi già, ông ngoại cũng có cái của để cho mấy cô làm cái của hồi môn. À, ông ngoại chu đáo quá, ông ngoại chuẩn bị sẵn gì luôn ha ông ngoại. Tôi cũng có kinh doanh tiền bạc, tôi cũng còn. Thì sau này về tôi thì tôi cũng lo hết. Xây nhà, ông ngoại chi dư được khoảng nhiêu mà? Thì chừng tối thôi, 1 tỷ mấy à. Thôi, lớn tuổi mà giờ đang còn dư nghiêng 1 tỷ mấy. Mà phải giấu tụi nó chứ. Dạ. Còn 1 tỷ mấy đó bây giờ ông ngoại gửi ngân hàng là tháng cũng được mấy triệu mà. Không có gửi ngân hàng. Sao ông ngoại gửi ngân hàng lấy tiền lời? Tôi mua vàng thôi mà. Tôi gửi. À, mua vàng cũng có lời đó ông ngoại. À, mua vàng lời lắm. Không mua vàng rẻ bây giờ lời lắm rồi. Dạ. Lời hơn ngân hàng. Vậy là đợt này vàng lên ông ngoại 1 tỷ mấy rồi ông ngoại sắm vàng hết luôn hả ông ngoại? Chắc là hết đó. Vậy là đợt này ông ngoại vô mánh rồi. À, rồi cho con nó mượn này chứ cũng mới rồi đó. Bây giờ mỗi tháng nó trả tờ tiền nhiều lắm. Có ngày nào mà ông ngoại kinh doanh mà ông ngoại sắm được mấy cây vàng không ngoại? Có mấy cây là không có, chừng ngày nào cũng có không. Nhưng mà ngày nào nhiều nhất là phải sắm được nhiều vàng ngoại? Ngày có chứ gần phải 5 chỉ, 3, 4 chỉ, 4, 5 chỉ, cứ ngày nào cũng có. Một ngày mà bán mà là 4, 5 chỉ vàng. Ờ, ngày nào cũng có, không đi xe mấy giờ là nhiều. Còn ở nhà trung bình thì là được chỉ mấy à. Đi xe một ngày một tháng đi 4-5 chuyến. Đi ra cũng đậu hoài trở về đó. Về bán lời lắm. Dạ. Trời ơi, ra cũng rồng như thành lọc là ai cũng biết tu. Ngoại giàu nổi tiếng luôn ha. Trời ơi, trời, có tiếng không đó đó luôn. Mấy người nó mua đất còn mượn vàng tôi mua nhưng mà. Phải cho vợ chứ. Phải cho vợ. Cho gì ông ngoại? Phải cho, phải chia ra. Chia con ra rồi chia vợ ra mà còn bằng hoặc hơn, vợ rồi bằng khỏe hơn. Nếu mà bây giờ là ông ngoại còn 1 tỷ mấy mà ví dụ ông ngoại chia là chia cho bà xã ông ngoại phải bao nhiêu? Thì mình chia ra ba bên mình chia thành bốn. Bây giờ 1 tỷ mấy ông ngoại còn 1 tỷ mấy? Thì còn chừng 1 tỷ mấy này à, mình phải cho vợ nhiều hơn. Tôi tính là phải cho vợ nhiều. Nhưng mà bây giờ ví dụ là ông ngoại còn 1 tỷ mấy, ông ngoại vẫn thỏng thử ông ngoại cho vợ ông ngoại khoảng nhiêu? Thì cái chia ra là cho vợ nhiều hơn. Có nghĩa là vợ ông ngoại cho tính 1 tỷ gửi đi, mà chia làm 4, mà vợ là nhiều hơn. Nhờ vợ phải nhiều hơn. Vì mình chết mình đâu có hưởng gì con đó, vợ mình nó lo cho mình. Mấy con, tuy là con mình chứ nó cũng đâu có lo bằng vợ mình. Dạ. Mình phải lo về cho vợ mình nhiều hơn. Dạ. Chứ mình chết rồi mình có hưởng cái gì mà phải cho vợ nhiều hơn chứ đừng có nói là cho con nhiều hơn. Tôi cũng đồng ý. Vậy là sau này là sau khi bà ông ngoại mà tìm được bà xã là về là nói chơi nó thương mình là mình cho nó nhiều hơn là làm giấy tờ luôn hay sao ông ngoại? Thì giấy tờ thì mình chừng mà gần ấy rồi cũng mình cho nó chứ gì đâu. Dạ. Mất mát gì đâu. Sao mà ông ngoại không chia đều giống như là bây giờ cô 500 thì con ngoại cũng 500 chứ sao mà vợ nhiều hơn. Sao mình lại vợ nhiều hơn? Vợ nó lo cho mình. Con nó có tí con nó có của rồi, nó có khá rồi. Mà nó lo đâu có bằng vợ mình. Vậy là bây giờ mà có cô nào về với ngoại là cô đó nếu mà chia ra là cô đó được khoảng 500 không ngoại? Cho khi mà cho nhiều hơn đi. À, cho nhiều hơn trong đó nhiều ha. 1 tỷ mấy nhưng mà chia làm mấy phần ngoại? Chia làm 4. Là 3 đứa con chứ vợ. Là 4 làm 4 phần. 4 phần. 1 tỷ mấy mà chia làm 4 là một người cũng được mấy trăm triệu đó. Phải cho vợ mình nhiều hơn. Tôi nghĩ là vợ mình nó đổ cất lỗ đái, nó lo nó chuồn rửa mình. Có con nó đâu có làm được cái vụ đó. Thử ra mình
chết mình đừng có đem theo cái gì mà con nó đâu có lo mình bằng vợ mình, mà phải cho nó mình phải giấu, cho nó phải giấu. Mà tôi nghĩ là mấy đứa con tôi nghĩ là nếu mà sau này mà tôi có mất rồi, người vợ đó cũng vẫn ở đó được, nó con nó thương, nó có cho cái chân tu nữa mà nó không có vợ, nó làm từ thiện nhiều lắm, thằng con trai á, dạ, nó hiền, nó làm từ thiện. Dạ em Phúc xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, trước mặt em ông ngoại 77 tuổi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng những cái video gần đây em chia sẻ ông ngoại kết nối yêu thương có quay video tại nhà ngôi nhà của ông ngoại tại thành phố Hồ Chí Minh, và cũng được sự đồng ý người thân trong nhà ông ngoại để ông ngoại tìm một nửa yêu thương cả nhà. Thì sau khi đăng tải những cái video đầu tiên đó thì cũng có quý cô liên lạc về chương trình để tìm hiểu ông ngoại. Nhưng mà cái thời điểm mà quý cô liên lạc về chương trình đó thì lúc đó là ông ngoại đang có việc, nên là ông ngoại chưa có gặp được quý cô. Và ông ngoại có liên lạc với em, ông ngoại nói là tạm thời là ông ngoại hẹn quý cô lại, khi nào ông ngoại rảnh thời gian thì ông ngoại sẽ chia sẻ video tiếp theo để hẹn gặp quý cô. Thì ngày hôm nay ông ngoại quay trở lại chương trình đăng tải video mới nhất của ngày hôm nay để là gửi đến quý cô ông ngoại tìm một nửa yêu thương để về đón mùa xuân năm mới 2024. Dạ con chào ông ngoại. Ông ngoại chào con. Dạ dạ con thưa với ngoại là ngày hôm nay ông ngoại liên lạc về chương trình bên con để bày tỏ tìm một nửa yêu thương. Ngày hôm nay là con cũng nghỉ Tết rồi, nhưng mà ông ngoại gọi cho con thì con cũng chạy ra văn phòng mở cửa để là chia sẻ video đăng tải thông tin ông ngoại tìm một nửa yêu thương Tết. Ông ngoại có thể chia sẻ giùm con á, như là những cái video gần đây sau khi mà cũng có những cái cô mà gọi về cho con đó, là lúc đó là ông ngoại bận nên là không có gặp được quý cô hả ngoại? Ông ngoại bận công việc. Dạ. Giờ nay ông ngoại sắp xếp rồi xong rồi. Dạ. Rồi ông ngoại mới đi đến đây. Dạ. Ông ngoại cho con, ông ngoại chia sẻ giùm con là sau khi con đăng tải cái video của ngày hôm nay, ví dụ mà có cô nào mà tìm hiểu ông ngoại đó, là ông ngoại có dự định là đón quý cô về trong những ngày Tết này luôn hay là qua Tết vậy ông ngoại? Ông ngoại sẵn sàng nếu mà được thì đón trong Tết cũng được. Dạ. Lúc nãy ông ngoại chia sẻ với con là Tết này ở nhà ăn Tết có mình hả ngoại? Có mình à. Con cũng hy vọng là video sau khi con đăng tải ngày hôm nay, quý cô xem qua chương trình hiểu được tâm tư nguyện vọng của ngoại, quý cô liên lạc vào chương trình để ông ngoại đón quý cô về nhà ông ngoại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh để cùng ông ngoại đón mùa xuân năm mới ha ngoại ha. Dạ, dạ. Dạ. Ông ngoại có thể chia sẻ giùm con đó. Con thì cũng biết về một phần nào về cuộc sống của ông ngoại thôi đó, nhưng mà đôi khi quý cô chưa có ghi nhận được cái cuộc sống của ngoại hàng ngày như thế nào đó. Rồi đôi khi một phần là quý cô đắn đo là ông ngoại lớn tuổi, rồi không biết là sau khi quý cô về với ông ngoại đó, rồi cái chi phí hàng ngày đó có gặp cái trắc trở vậy không, thì ông ngoại có đâu là gì gỡ đến quý cô để quý cô an tâm không ngoại sau khi mà quý cô về với ông ngoại đó? Ông ngoại về đây ông ngoại ăn uống ông ngoại lo hết. Dạ. Mỗi tháng thu nhập vô một tháng khoảng 10 triệu, thì số tiền đó làm gì là cứ tháng kiếm vô 10 triệu thôi. Là đó là lợi nhuận đó ngoại ha. Lợi nhuận thôi. Dạ. Vậy là có ông ngoại có sự chuẩn bị sẵn hết rồi, tiền bạc ông ngoại có sẵn rồi. Dạ. Ông ngoại có khoản nào ông ngoại có thể chia sẻ thêm một con để quý cô an lòng đó, là ông ngoại có thêm cái khoản nào mà riêng của ông ngoại để ông ngoại với quý cô mà hàng ngày chi phí việc ăn uống hay là trả tiền chợ vậy ông ngoại? Có, ông ngoại có khoản ăn uống hàng ngày là có. Dạ. Ông ngoại có trăm tuổi già, ông ngoại cũng có cái của để cho mấy cô làm cái của hồ môn. Ông ngoại chu đáo quá, ông ngoại chuẩn bị sẵn như luôn ha ông ngoại. Tôi cũng có kinh doanh tiền bạc, tôi cũng còn. Thì sau này về tôi thì tôi cũng lo hết. Xây nhà, rồi ông ngoại chỉ dư được khoảng nhiêu mà. Thì chừng tối thôi, 1 tỷ mấy à. Thôi. Lớn tuổi mà giờ đang còn dư ghi 1 tỷ mấy mà phải giấu tụi nó chứ, tính tính nó mượn.
Dạ. Rồi 1 tỷ mấy đó bây giờ ông ngoại gửi ngân hàng là hàng tháng cũng không được không mấy có gửi triệu ngân mà. hàng, không có gửi ngân hàng, Sao ngoại ông gửi ngân hàng lấy tiền lời? tôi mua vàng thôi, tôi cũng gửi ngân hàng, À, mua vàng cũng có lời đó ngoại. mua vàng là đúng, nó không mua vàng rẻ giờ là đúng rồi, Dạ. là Vậy hơn ngân hàng, là đợt này vàng lên ông ngoại 1 tỷ mấy rồi ông ngoại sắm vàng hết luôn hả ngoại? chẳng đó Vậy đợt này ông ngoại vô mánh rồi. rồi cho con nó mượn này kia cũng mới rồi đó. Cho Còn mượn bây giờ mỗi tháng nó trả nó tờ tiền nhiều lắm, đi học ngày, có đi ngày nào mà ông ngoại kinh doanh mà ông ngoại sắm được mấy cây vàng không ngoại? có mấy cây là không có, chừng ngày nào cũng có không, Nhưng mà ngày nào nhiều nhất là khoảng sắm được nhiêu vàng ngoại? ngày là có chứ cần phải 5 chỉ, 3 4 chỉ, 4 5 chỉ, cứ ngày nào cũng có. Một ngày mà bán mà lời 4 5 chỉ vàng. Ngày nào cũng có, không đi xe mấy giờ là nhiều, còn ở nhà trung bình thì là được chỉ mấy à, đi xe một ngày 1 tháng đi 4 5 chuyến, đi ra cũng cầu hoài trở về đó, về bán lời lắm, Dạ. trời ơi ra cũng rồng như thành lộc là ai cũng biết tôi, Ngoại giao nổi tiếng luôn ha. trời ơi trời, có tiếng không đó, luôn mấy người nó mua đất rồi còn mượn vàng tôi mua, nhưng mà Có phải gì cho tôi vợ chứ, phải cho vợ, cho gì ngoại? phải cho, phải chia ra, chia ra, chia con ra rồi chia vợ ra, mà bằng hoặc hơn, vợ rồi bằng quậy hơn. Nếu mà bây giờ là ông ngoại còn 1 tỷ mấy mà ví dụ ông ngoại chia là chia cho bà xã ông ngoại khoảng nhiêu? Tại vì mình chia ra, ba bên mình chia làm bốn, Bây giờ 1 tỷ mấy ngoại còn 1 tỷ mấy? thì còn chừng tỷ mấy này à, cô nói mình phải cho vợ nhiều hơn, tôi tính là phải cho vợ nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ ví dụ là ngoại còn 1 tỷ mấy ông ngoại vẫn thổng thử ông ngoại cho vợ ông ngoại khoảng nhiêu? Thì trừ khách chia ra là cho vợ nhiều hơn, Có nghĩa là vợ ngoại cho tính 1 tỷ rưỡi đi mà chia làm 4 mà vợ là nhiều hơn. nhờ vợ phải nhiều hơn, vì mình chết mình đâu có hưởng gì, con nó vợ mình nó lo cho mình, mấy con nó tuy là con mình chứ nó cũng đâu có lo bằng vợ Dạ. mình phải lo về cho vợ mình nhiều hơn Dạ. đó. Chứ mình chết rồi mình có hưởng cái gì mà phải cho vợ nhiều hơn, chứ đừng có nói là cho con nhiều hơn, tôi cũng đồng ý. Vậy là sau này là sau khi ông ngoại mà tìm được bà xã là về Mà nó chơi nó thương mình là mình cho nó nhiều hơn, là làm giấy tờ luôn hay sao ngoại? thì chỉ tại vì mình chừng mà gần ấy 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 rồi mình cho nó chứ gì đâu, Dạ. không mất mát gì đâu đâu. Sao mà ông ngoại không chia đều giống như là bây giờ cô 500 thì con ngoại cũng 500 chứ À, vợ nhiều hơn, sao mà lại vợ nhiều hơn? vợ nó lo cho mình, con nó có tí con nó có của rồi, nó phải khá rồi mà nó lo đâu có bằng vợ mình. Vậy là bây giờ mà có cô nào về với ngoại là cô đó, nếu mà chia ra là cô đó được khoảng 500 không ngoại? Cho khi bạn cái cho nhiều hơn đi, À, cho nhiều hơn chứ không nói nhiều ha, 1 tỷ mấy nhưng mà chia làm mấy phần ngoại? chia thành bốn, ba đứa con chứ vợ Là bốn, làm 4 phần, bốn 1 tỷ mấy mà chia làm 4 là một người cũng được mấy trăm triệu đó. thằng hãy cho vợ mình nhiều hơn, tôi nghĩ là vợ mình nó đổ cứt đổ đái, nó lo nó chuồng rửa mình, còn con nó đâu có làm được cái vụ đó. Thật sự là mình chết mình đừng có đem theo cái gì, mà con nó đâu có lo mình bằng vợ mình, mà mình cho nó mình phải giấu, cho nó phải giấu. Mà tôi nghĩ là mấy đứa con tôi nghĩ là nếu mà sau này mà tôi có mất rồi, người vợ ra rồi cũng vẫn ở đó được, mấy con nó thương, nó có cho cái chân tu nữa mà nó không có vợ, nó làm từ thiện nhiều lắm, thằng con trai đó Dạ. nó hiền, nó làm từ thiện. Phải tìm mấy cô nào mà muốn buôn bán thì ông phải tìm cái chỗ buôn bán thu nhập vô một tháng khoảng khoảng 10 triệu, thì số tiền đó làm gì là Dạ.
À, con hiểu rồi, ý ông ngoại đó là ông ngoại nói là nếu mà cô nào mà chịu kinh doanh mua bán thì ông ngoại tạo điều kiện cho mở cái chỗ làm ăn mua bán, thì thu nhập ông ngoại sẽ tạo điều kiện cho 1 tháng là có trên 10 triệu, là để là cái phần đó là quý cô muốn làm riêng gì làm, đúng không ông ngoại? Ra đúng rồi. Dạ rồi, ông ngoại có khoản nào ông ngoại có thể chia sẻ thêm con để quý cô an lòng đó, là ông ngoại có thêm cái khoản nào mà riêng của ông ngoại để ông ngoại với quý cô mà hàng ngày chi phí việc ăn uống hay là trả tiền chợ vậy ông ngoại? Có ông ngoại có khoản ăn uống hàng ngày là có. Dạ vậy là cái khoản đó là mình cũng có để dành sẵn hết hả ông ngoại ha? Thế làm sao làm thì buôn bán làm sao thắng có 10 triệu thôi. Dạ ông ngoại ơi, con đặt một câu giả thiết á, nếu như mà một tháng mà ông ngoại với quý cô, đây ông đặt giả thiết thôi nha, ông ngoại với quý cô mà sau khi mà hợp với nhau về với nhau cùng một nhà đó, thì ví dụ là cái tháng đó chi phí khoảng 30 triệu, thì ông ngoại có chuẩn bị cái khoản đó chưa ông ngoại? Thì ông ngoại có mà làm sao ông ngoại đầu tư vô làm sao mà buôn bán cứ cứ tháng kiếm vô 10 triệu thôi, Là đó là lợi nhuận đó ông ngoại lợi ha. nhuận này thôi. Dạ vậy là có ông ngoại có sự chuẩn bị sẵn hết rồi. Ông ngoại có dự định là sau khi mà ông ngoại tìm được một nửa yêu thương đó, thì quý cô về với ông ngoại á, là thời gian bao lâu ông ngoại mới tạo điều kiện cho quý cô mở cái cơ sở mua bán kinh doanh ông ngoại? Ông ngoại làm liền mà Vậy là khi có rồi, ngoại làm liền Vậy là nếu mà cô nào mà về mà chịu làm ăn là ông ngoại mở liền luôn. nhà mở liền luôn, Vậy là tiền bạc là chuẩn bị sẵn hết hả ông có ngoại? sẵn à, tiền bạc ông ngoại có sẵn. Ông ngoại có trăm tuổi già, ông ngoại cũng có cái của để cho mấy cô làm cái của hồi Ông ngoại chu đáo quá, ông ngoại chuẩn bị môn. sẵn vậy luôn hả ông ngoại? Dạ Tôi cũng có kinh doanh tiền bạc, tôi cũng còn thì sau này về tôi thì tôi cũng lo hết. dạ thưa đến quý vị khán giả thân mến, thì trên phần video đó là ông ngoại hạn chế nói về tài sản nha cả nhà. Thật sự là khi mà cách đây khoảng chừng mấy tuần đó, em và Nghĩa xuống cái khu vực mà cái ngôi biệt thự mà ông ngoại, cái nhà mà ngôi biệt thự ngoại đang ở đó, thì bà con lối xóm chia sẻ là ngày trước ông ngoại kinh doanh, mà một ngày ông ngoại kinh doanh cái gì mà sắm đến mấy chỉ vàng phải ông ngoại? Bà Hồi con đó lối xóm kể á, bán cho lời lắm, là bà con chia sẻ với con là một ngày ông ngoại sắm mấy chỉ đến một cây vàng phải không ngoại? thì có đó, rồi cái hồi đó bán cho là ngày kiếm mấy chị á. Đó lúc mà con ông ngoại cho địa chỉ con xuống không tìm nhà ông ngoại đó, thì con mới hỏi, thì một số bà con Bán mới cho hồi đó lời lắm. dạ mới hỏi con nói là xuống nhà ông ba hỏi là phải ông ba cho hay không, thì đó thì con mới nói là con không biết biệt danh của ngoại là ông ba cho. Thì bà con lớp sớm mới nói với con á là ông ngoại là ngày xưa là giàu nhất xóm, nói một ngày là bán ông ngoại sắm mấy chỉ vàng phải không ngoại? Có Trời ơi, nên là ông ngoại lên trên chương trình đó, quý cả nhà, thì ông ngoại nói là ông ngoại không có muốn là chia sẻ về cái gia sản của ông ngoại, nhưng mà gia sản ông ngoại thì em đã chứng kiến tại ngôi biệt thự của ông ngoại rồi. Và ông ngoại nói sau khi mà ông ngoại gặp quý cô, những cái gì mà ông ngoại trao tặng để làm của hồi môn đó, thì ông ngoại sẽ ngay cái buổi đầu tiên ông ngoại gặp quý cô ông ngoại sẽ chia sẻ riêng. Thì trên chương trình thì ông ngoại không có muốn nói về tài sản nhiều, cũng mong quý cô chú anh chị thông cảm. Dạ thông qua video ngày hôm nay, quý cô chú anh chị nào mà xem qua chương trình, quý cô cảm thấy những tâm tư chia sẻ ông ngoại 77 tuổi thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là ông ngoại có nhà riêng, ngôi biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh, quý cô liên lạc về chương trình, anh em chúng em sẽ làm dịp cầu nối. Tết quý cô vẫn liên lạc được nha quý cô, tại vì những ông bà mà lớn tuổi đó thì cũng cần có một người bạn của mình để những ngày Tết vui xuân, nên quý cô đừng có ngại. Mấy ngày Tết quý cô cảm thấy mà ông ngoại 77 tuổi thành phố chia sẻ bày tỏ bản thân và phù hợp với quý cô, thì quý cô vẫn Tết nhất vẫn gọi liên lạc về chương trình bên em để bên em cung cấp thông tin, quý cô tìm hiểu ông ngoại. Hy vọng là thông qua chương trình hai ông bà được nắm tay nhau đi hết quãng ngày còn lại. Đó là những gì mà em chia sẻ trên chương trình, cũng hy vọng là quý cô mạnh dạn liên lạc về chương trình giùm em. Dạ ông ngoại, hôm nay ông ngoại có đồng ý cho con sử dụng hình ảnh lời nói video ông ngoại đăng trên cộng đồng mạng không ngoại? Dạ, ông ngoại đồng ý. Dạ ông
Ông ngoại có thể chia sẻ cho con đó là ông ngoại tìm một nửa yêu thương, một cô là độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với ngoại ông ngoại? À, được cô là 65 trở xuống đi. Dạ, từ 65 trở lại ha ngoại ha. Dạ. Dạ, có lẽ là thời lượng video đến đây. Một lần nữa con xin tạm khép lại chương trình. Và cũng xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ, trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong quý cô chú anh chị để là phần comment hướng dẫn anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị thân thương video tiếp theo. Quý cô chú anh chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hay là bày tỏ bản thân, vui lòng liên lạc số điện thoại trên màn hình. Những ngày Tết cô chú anh chị cứ bình thường gọi cho em như những ngày thường lệ nha cả nhà. Em phục vụ quý cả nhà những ngày Tết luôn, để cho quý cả nhà được hạnh phúc bên người thân của mình những ngày vui xuân. Dạ, em xin chào.